Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm món gà hấp muối. Món này chắc là mọi người không ai còn xa lạ gì đúng không ạ? Chuẩn bị món gà hấp muối thì đây, gà mình đã làm sạch rồi, mổ moi cả con thế này. Đấy. Nguyên liệu thì cũng chỉ có đơn giản thôi. Lá chanh này, lá chanh mình lấy mình nhặt mình rửa sạch đi, xả. Cái lá chanh này mình sẽ vò dập đi nhá, sau mình nhồi trong bụng con gà. Còn cái xả này nữa, mình sẽ nhồi cái phần lá xả nhá, lá và thân cây xả già nhá, mình sẽ nhồi trong người con gà này. Mình nhồi mục đích là để làm gì? Để cho nó có mùi thơm và nó để nó phồng con gà này ra. Và cái chỗ này mình sẽ xiên với xiên lại để cho nó không bị muối nó tràn vào đây, nó sẽ không bị mặn. Thì con gà sẽ giữ nguyên được vị ngọt, sẽ giữ nguyên được cái nước cốt của con gà ngọt, nó sẽ không bị nhạt đi giống như mình luộc. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành cho vào nồi để hấp nhá. Về bên ngoài con gà là sau khi mình làm sạch xong nhá, làm sạch lông rồi, mình sẽ dùng gừng mình đập dập ra, mình sát toàn bộ bên ngoài thân con ngoài con gà. Để làm gì? Để cho nó, mục đích là để cho cái gừng nó sẽ khử cái mùi hôi của con gà đi. Gà có gừng nó rất là thơm. Đấy, bây giờ thì sẽ cho vào nồi để em hấp nhá. Em đã nhồi lá vào đây rồi, bây giờ sẽ lấy lạt em khâu cái này lại, khâu đít con gà lại. Cho mình mổ moi ấy, để cho muối nó không bị vào, không bị mặn, nó không bị chảy con nước ra ngoài. Mình dùng dao nhọn này mình xiên qua hai cái mép này nhá. Tiếp theo là sẽ dùng lạt để khâu lại. Tiếp theo thì sẽ cho muối vào nồi nhá. Nếu như mà mọi người chuẩn bị được cái nồi gang ấy, nó dày hơn thì nó sẽ tốt hơn là cái nồi nhôm mỏng này. Nhưng tại vì là mình nồi gang mình hơi nhỏ, con gà này gần 3 cân. Phải dùng cái nồi nó rộng hơn một chút. Muối mình cứ rải làm sao lớp muối bên dưới nó kín được cái mặt xo. Muối là phải nhiều, tại vì khi mình hấp bằng cái muối này, cái muối nó sẽ nóng lên, mà nó từ cái muối nó sẽ làm chín con gà. Hơi muối này, hơi tốn kém muối đấy. Tiếp theo là tôi đặt vào đây vài nhánh xả nhá, xả vào lá chanh vào đây nhá. Mục đích đặt vào đây là để cho nó vừa thơm mà nó không bị con gà nó không bị bén ở dưới, không bị cháy, nó như một lớp chống dính ấy. Ok. Đặt em gà vào đây. Và đặt cái bếp là đun thôi. Cái muối này nó sẽ nóng. Nó sẽ tự con gà nó sẽ sinh ra hơi nước rồi nhiệt nó sẽ làm chín con gà này. Bây giờ là mình đặt gà lên trên nồi bắt đầu đun nhá. Bật cái gà bắt đầu đun nhá. Mình sẽ đun cho tới khi nào mà mình nghe thấy tiếng hạt muối nó nổ. Đun được thật to nhá. Khi hạt muối nó nổ lách tách thì bắt đầu mình sẽ đun nhỏ lửa lại. Bây giờ mình đã hấp được khoảng 5 phút rồi, khi muối bắt đầu nó nổ lách tách này nhá. Nó đang rất là khô rồi, bây giờ mình sẽ đợi vung lại. Bây giờ mình sẽ đun thật là nhỏ lửa thôi. Nếu như đun lửa mà to quá sẽ bị cháy, thật nhỏ lửa thôi. Có lưu diêu thôi. Bây giờ em đã hấp được khoảng 30 phút rồi, bây giờ em lật con gà lại rồi nhá. Bây giờ đây, chỗ đây là phần dưới con gà tiếp xúc với cái muối này. Hấp chín mà nó vàng cả cái da con gà đi. Em sẽ lật lên, lật cái phần lưng con gà hoặc là phần quay ngang con gà cho nó úp cái nồi tiếp xúc với muối nhiều hơn nữa. Hấp thêm khoảng 30 phút nữa. Gà này thường thường thì em hấp trong khoảng 1 tiếng mới được ăn nhé. Hấp thêm khoảng 30 phút nữa là được ăn, là phải đẩy vùng vào tiếp. Tiếp tục vào đun và chờ đợi.
Bây giờ là sau 1 tiếng hấp cái con gà này, bây giờ là sản phẩm gà hấp muối của em hoàn thành rồi. Mọi người nghe tiếng xèo xèo đấy không? Mỡ nó chảy ra đây không? Và bây giờ là chín rồi, bây giờ mình sẽ cho ra ngoài đĩa để nguội và chặt nhá. Xem con gà này nó có tuyệt vời không nhá. Những chỗ nào mà mình lật mình tiếp xúc với muối vàng ươm luôn. Muối bếp đã tắt đi rồi, 10 phút rồi mà bếp vẫn muối vẫn còn đang nóng này. Tại vì cái muối này nhiệt độ nó nóng rất là lâu nhá, cực kỳ nóng luôn. Vừa tầm đẹp không hề bị cháy nhá, muối vẫn còn tơi này, muối vẫn khô khô cong luôn. Cái đặc biệt là cái muối sau khi mình hấp gà này nhá, em sẽ sử dụng chính cái muối này để làm nước, để làm nước chấm nhá. Mình sẽ lấy cái muối này này, muối vàng này, đấy, mình sẽ cho ra đĩa. Mình thêm một chút ớt, một chút hạt mắc khén đã rang vàng và dã nhỏ vào. Thế là có món nước chấm thôi, có được quả nước chấm gà hấp này rất là ngon. Chấm khô hoặc muối khô hạt thế này nhá, dã nhỏ ra, dã nhỏ cùng với hạt mắc khén nhá, thêm ớt tươi vào, có được nước chấm luôn, tuyệt vời luôn nhá. Cái muối khô rất là ngon nhá. Cái này chưa bỏ đi đâu nhá, cái này còn làm được rất nhiều việc nhá. Đấy, mọi người tải cho nó khô ra, đảo đều cho nó tơi hạt muối ra, cất vào lọ. Cái vào lọ này nếu như vài hôm nay có cái hấp nữa thì lại cái muối hấp tiếp đỡ lãng phí muối, hoặc là có thể dùng nước chấm các thứ rất là ngon. Muối này nó khô rất thơm rồi, hạt đã tơi thế này rồi, chứ đừng để bị cháy, nhỏ lửa thì nó mới vàng muối thế này nhá. Nếu mọi người mà để mà lửa to là nó sẽ bị cháy đấy, muối cũng sẽ không tơi được như này đâu, nó hỏng đấy, mà vứt đi đấy, mà có thể có thủng nồi ấy. Rồi bây giờ em sẽ đi em chặt con gà này nhá, rất là thơm, giữ nguyên được cái nước trong con gà này không mất đi đâu cả, và rất là béo và rất là ngọt đấy. Rồi bây giờ em sẽ test thử con gà này xem là chất lượng nó thế nào nhá. Ôi, rất là thơm. Cái phần này là tiếp xúc với muối này, đấy lồi nhiều nên nó vẫn rất là vàng. À, test thử luôn hai loại nước chấm. Cảm giác bên ngoài khá là hấp dẫn đấy. Rất là béo, thơm, không mất đi đâu một giọt nước ở ngoài, ở ngoài là chín ngon luôn, tuyệt vời luôn. Chín nó rất là mềm nhá, không dai đâu. Con gà này em nuôi lâu lắm rồi đấy nhỉ. Wow, đây này, tuyệt vời không? Chắc là thơm lắm đây. Tuyệt vời. Không mời cả nhà nhá. Em chặt để ăn cơm này. Tự thưởng mình một miếng vậy. Rất đậm cái thịt này, mà chấm một cái muối rất là thơm. Tuyệt vời đấy. Vậy là chặt xong con gà nhá. Em chặt gà thì không đẹp lắm đâu, chặt để ăn thôi. Mọi người nhìn này, chín rất là kỹ, không hề bị đỏ đâu nha mọi người. Nếu đúng làm hấp đúng thêm 1 tiếng như em làm nên là không bao giờ bị đỏ nhá. Gà 3 cân dày này, ức dày này không bao giờ bị đỏ nhá. Rồi mời con gái ăn cơm nhá. Từ từ đâu con có chai coca to thế thế à? Thế bây giờ để mẹ bóc coca cho con uống nhá. Rồi bây giờ mời cả nhà ăn cơm em nhá. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ nhá. Thành công với món gà hấp muối này nhá. Thì rất là đậm đà, ngon lắm. Ngân thích quá, mở coca thích quá. Hơi quá. Mẹ con thêm con một chút nữa. Làm thế. Kiểu như nó ăn một hồi nhễ nhại, cả hơi mùi to kìa. Con gái buồn cười không? Thế
anh không làm thì nữa, ăn đi con, tập trung ăn đi. Ủa, sao con ăn nhiều thế? Đống xương này à? Không. Nhiều. Ăn nhiều này à? Ủa, xấu hổ thế. Ăn thì nhanh lớn nhỉ? Con ăn thì con phải nhanh lớn đúng không? Ừ, con ăn đi nhá. Uống nốt coca này xong là ăn đi nhá.